Dạ, tên gọi Phong Nha thì chính xác là người ta lấy tên từ một ngôi làng ở gần đây có tên là Phong Nha Trang. Phong Nha Trang. Cũng có một cách giải thích khác, đó là người Chăm đến đây thờ cúng ở trong cái hang sâu này, trong hang động Phong Nha này, và người ta đặt tên trong này cái nơi thờ cúng đó là Phong Nha, cho nên dần dần người Việt mình vào sau này á thì lấy luôn cái tên là Phong Nha làm tên động Phong Nha này. Phong Nha kẻ bàng. Ở quanh khu vực này cũng có khách sạn, rồi có nhà hàng ở quanh đây. Du khách ở dưới thành phố Đồng Hới thì có thể trải nghiệm lên đây bằng xe máy. Đặt rồi. Đây là những dãy núi đá vôi rất là đẹp, bên ngoài cây cối mọc rất là đẹp này. Dạ, như vậy là Phong Nha thì hiện nay là hình thành có 300 triệu năm, nhưng mà lần đầu tiên người Việt mình ai phát hiện thì người ta không biết. Chỉ có biết rằng là khoảng năm 1964 thì bộ đội của mình đã vào trong các hang động này để trú ẩn chữa bệnh và họp hành ở trong cái hang Phong Nha này rồi. Trong thời gian chống Mỹ từ năm 1964. Còn từ thế kỷ thứ 9 thì người Chăm đã vào các hang động này để thờ cúng. Và đi sâu vào trong hang động chúng ta có thể thấy một số cái ký tự của cái chữ Phạn, chữ Sanskrit Phạn của người Chăm. Như vậy là gần đây nhất là trong khu vực Phong Nha Kẻ Bàng này là vừa phát hiện ra đồng Sơn Đồn, là đồng lớn nhất thế giới. Trước đó thì là đồng Thiên Đường là đồng dài nhất thế giới, 31,4 km. Đồng Thiên Đường á, nó dài 31,4 km á. Không, đó là Thiên Đường. Sơn Đồn bao nhiêu cây anh? Dạ, Sơn Đồn thì 45 cây đó. 45 cây thôi. Đó là nói về được công bố. Cái phần được công bố.